Rồi, chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến Anh Thông Bãi Bình Định. Sau đây em sẽ giới thiệu, nay là ngày 30 tháng 6 năm 2019. Em sẽ giới thiệu tất cả mẫu lọc vừa về bên em. Nó là ngày 30, chiều ngày 30. Gồm có những mẫu đình đám như là Technic 8065, 65, 66 cần và Victor và R7. Đó là đợt này về là con dòng mà hàng xuất Mỹ nha. RPC R7 là Victor luôn các bác. Đặc biệt như dòng Victor xuất Mỹ thì nó có công suất khỏe hơn là dòng nội địa Nhật nha. Tại vì thị trường Mỹ nó yêu cầu rất khắt khe về công suất, nó lên tới là 25W. Còn Victor thì nó chỉ 20W thôi nha. Và những con một con Kenwood GE1001 khủng long và Sansui SE9, SE8. Rồi sau đây em sẽ báo giá từng sản phẩm cho anh em luôn và tư vấn cho các bác luôn nha. Mọi chi tiết anh em cứ liên hệ vào số điện thoại của em. Rồi xin mời các bác và anh em đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em. Mà các bác thao tác bằng cách ấn nút đăng ký và ấn nút thông báo khi em sẽ lên video nào, thì nó sẽ thông báo cho các bác để các bác cập nhật được những sản phẩm của mình ưng ý. Đối với những con lọc này thì anh em rất có thể cải thiện chất âm và có thể nâng cấp hiệu suất của âm ly. Nếu các bác có âm ly, dòng âm ly cảm thấy nó không khỏe và kéo không nổi kẹp hai kẹp loa, thì các bác có thể dùng hỗ trợ một con lọc này. Một là tiếng sẽ vào tiếng rất là hay, thứ hai nó sẽ giúp con âm ly của bác cho nó khỏe hơn. Nó là dạng nâng tiếng âm ly, nếu bình thường bác dạng tới 90 giờ nó mới hát đủ đồ nghi, thì các bác chỉ cần gắn cái lọc này. Một, thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ các bác tiếng hay, thứ hai là nó sẽ giúp cho âm ly bác là nhị hơn, tải nhị hơn và khỏe hơn. Ngay sau đây lại bên em có về là 5 con 8065. Dòng này rất là đình đám, 64-66 cặp, chỉnh rất là phê nha. Giá bên em rất tốt cho các bác luôn, 8065. Hàng đẹp keng hết, hàng đấu mạng đẹp keng xe beng hết. Là giá 8 triệu bao ship nha. Lưu ý anh em là giá em luôn là bao ship 8 triệu bao ship một con 8065. Giá cực kỳ tốt, hàng đẹp keng, không một tì vết nào luôn, cả kề cả nét luôn nha. Mới keng hàng tuyển hết. Và con RPC hàng xuất Mỹ của Victor R7. Con này giá 8.8 triệu nha, 8.8 triệu bao ship nha. Và con này thì cũng có chủ rồi, bác vừa chuyển tiền cho em thì cũng giới thiệu luôn cho bác xem sản phẩm của bác luôn. SE8, con này giá 6.5 triệu nha. Sansui SE8 6.5 triệu. Con này thì tầm chắc âm nó cũng tầm tiền thôi nha. SE9, con này thì về có hồi gỗ luôn, rất là đẹp nha. SE9, Sansui SE9 công suất là 30W. Con này giá 8.8 triệu nha. Và Kenwood con này khủng long như một cái âm ly Kenwood GE1001, con này 30W, có chế độ, rất nhiều chế độ chỉnh nha, đèn đồ đầy đủ luôn, nhiều chế độ đèn vang rất là đẹp luôn nha, đèn cần, đèn nước, đèn cho đèn vang đây, chỉnh vang đây, rất là hay. Rồi đây nữa này, con này thì giá y vậy luôn, giá 8.8 triệu nha các bác. SE9 8.8 và GE1001 cũng 8.8 triệu nha. Còn gỗ rất là đẹp luôn, rất là khủng, rất là hiếm, nhưng con này rất là hiếm. Chỉ về được một số lọc như thế, thì anh em là thích sản phẩm nào thì liên hệ nha. 8065, Victor R7 và Sansui SE9 và Kenwood khủng long GE1001. Rất là mới luôn nha, keng hết. Rồi, anh em là thích thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em nha, em ship hàng toàn quốc nha, ship hàng tận nơi tận nhà nha. Em sẽ qua cho anh em xem, đây là nóc không tì vết luôn nha, nói chung là rất là đẹp luôn. Hàng đấu mạng về, tuyển chọn rất là kỹ, đưa đến tất cả các bác là những sản phẩm chất lượng đẹp, tuyển chọn rất kỹ nha. Đấy. Rồi xin phép là dừng video và em sẽ tiếp tục, là sáng mai sẽ có hàng về, em sẽ báo cho các bác luôn.